chồng cùng nhau này là theo báo chí là vợ chồng này là sẽ nở được hoa trong khoảng mấy tháng. Bên trên nụ nữa còn. Còn nếu như nó trồng đơn lẻ là chỉ nở hoa được khoảng một tháng rưỡi thôi. Thế là tốt rồi. Nhưng cơ bản khi mà nó hết cái hoa nó không nở nữa nhưng nó vẫn còn đẹp hơn cái bằng lăng. Cái bằng lăng nở xong nó kinh, xong chúng đen quả xấu cành cái năm nay chả nhìn thấy hoa sữa mấy hoa sữa. Đây không tới cũng chẳng chăm chăm được cái bông bé tí. Cái này có khi là nó trồng bằng cành nhỉ? Trồng bằng gì em? Trồng bằng cành thì chắc là sẽ tốt. Nó kiểu nó họ nó giống cái hoa giấy, họ ươm như thế họ cấy. Thank you.